Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm clip để hướng dẫn cho các bạn cách cài tiếng Việt trên bản Windows 10. Tại vì có một số bạn thì sử dụng tiếng Anh, nó không có rành, nên là cần sử dụng tiếng Việt để dễ thao tác hơn. Thì hôm nay mình sẽ làm clip để hướng dẫn cho các bạn về cái cách cài đặt, tự mình cài đặt trên máy tính mình ha, khỏi cần đem ra tiệm để nhờ vả ai hết. Đầu tiên thì trên cái giao diện Windows thì mình vào cái biểu tượng là biểu tượng Windows, mình bấm vào nó thì mình sẽ vào chữ setting. Setting thì ở cái bảng setting này đó, nó sẽ hiển thị cái một số cái thông số như vậy. Thì mình sẽ vào chữ thêm and language, thì đó là thời gian và cái ngôn ngữ. Thì ở cái bảng này thì nó mình sẽ chọn cái biểu tượng thứ hai là mình chọn cái ngôn ngữ, chọn ngôn ngữ. Thì tại vì cái này mình đã cập nhật hai loại ngôn ngữ rồi, nên là ở đây nó sẽ có cái tiếng Việt sẵn. Còn cái nếu mà các bạn chưa có cập nhật á thì ở đây nó sẽ mất cái chữ tiếng Việt này đi. Thì mình sẽ bấm vô chữ on language. Thì ở đây đó mình vô cái tab này mình sẽ thấy có rất nhiều là ngôn ngữ, rất là nhiều là ngôn ngữ. Thì mình sẽ kiếm trong đây, mình sẽ kiếm cái ngôn ngữ tiếng Việt. Thì ở đây nó là cái ngôn ngữ tiếng Việt, ngôn ngữ tiếng Việt. Khi mình bấm vô ngôn ngữ tiếng Việt, tại vì mình đã chọn rồi đó. Giá mình hồi nãy mình chọn cái ngôn ngữ này, mình lại chọn cái ngôn ngữ này. Thì mình bấm lại thì mình đi kiếm cái ngôn ngữ tiếng Việt đi, ngôn ngữ tiếng Việt đó. Thì nó sẽ thoát ra cái màn hình ở ngoài. Khi mình thoát ra ngoài rồi á thì mình sẽ bấm vô cái ngôn ngữ tiếng Việt, thì nó sẽ hiển thị chữ option. Thì các bạn bấm chữ option ha. Mình bấm chữ option. Máy này hơi chậm. Đó, mình sẽ bấm vô cái chữ option thì nó sẽ hiển thị như đây. Đó, mình bấm lại nha, tại vì cái máy nó chạy chậm. Bấm chữ option thì bên cái góc tay phải này nè, tay trái này nè, nó sẽ hiển thị cái chữ download. Tại cái này là do mình đã bấm download rồi, nó chạy ra xong rồi, nó sẽ hiển thị cái chữ download nằm trên. Thì mình sẽ bấm chữ vô cái chữ download đó. Thì có một thanh gọi là, nói chung là nó hiển thị cái đường link tải về á, thì nó sẽ chạy. Khi các bạn nó chạy thấy nguyên một thanh đường xanh đó, chạy hết thì bắt đầu nó sẽ tắt đi. Thì các bạn lúc này các bạn sẽ thoát ra ngoài, thì các bạn sẽ set e default nó để cho nó cài, nó làm mặc định của máy. Đó, mình bấm vào thì cái ngôn ngữ bây giờ nó sẽ là tiếng Việt. Nhưng mà khi mà mình thoát ra ngoài rồi thì nó vẫn còn tiếng Anh. Thì mình lúc này mình sẽ tắt máy và khởi động lại máy, nó mới hiển thị cái tiếng Việt. Nha,
mình đợi cho cái máy nó tắt tắt hẳn đi. Tắt hẳn đi rồi mình mở lên lại. Thì tại do mình quay trực tiếp bằng điện thoại ha, nên là chất lượng hình ảnh với tiếng mình cũng không được dễ nghe cho lắm, nên là các bạn thông cảm. Mình cây nhà lá vườn có sao mình làm vậy, mình không có đầu tư máy móc thiết bị gì nhiều, chủ yếu là làm cho các bạn dễ thao tác. Tại cái máy này thì máy cũng của khách, nó sử dụng con chip AMD nên là nó chạy rất là chậm. Nên các bạn đợi hơi lâu tí xíu, thì khi mà mình tắt, mình khởi động máy lại, thì tất cả những cái thanh, tất cả những cái ngôn ngữ bên Tinh Tông thì nó sẽ hiển thị lên là tiếng Việt ha. Đó. Thì đối với một số người sử dụng quen rồi thì người ta sẽ nói là tiếng Việt sẽ khó sử dụng hơn là tiếng Anh. Đó. Tại vì nó dịch nghĩa không có chính xác cho lắm. Đó. Có một số từ nó dịch nghĩa không có chính xác. Thì nó chỉ ngôn ngữ tiếng Việt thì nó chỉ dịch một số từ thôi, chứ không phải là tất cả những cái gì nó cũng phải dịch hết. Có những cái mặc định của máy thì nó sẽ không dịch nha các bạn. À, thì con trong đây nè, có một số thì nó sẽ dịch, có một số nó sẽ không dịch. Rồi cái clip của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Thì các bạn có nhu cầu mua laptop sử dụng văn phòng hay là làm đồ họa nhẹ nhẹ thì đến với mình ha. Laptop Gia Hân, Tiền Giang, số điện thoại là 0988 922 464 ha. À, xin chào các bạn nha.